Lời Phật dạy về bình thản đón nhận bản thân và gia đình là một trong những bài học quan trọng giúp con người sống hạnh phúc, an lạc và không bị cuốn theo những khó khăn, thử thách của cuộc sống. Dưới đây là một số lời Phật dạy chi tiết và đầy đủ. 1. Chấp nhận và yêu thương bản thân Phật dạy rằng chúng ta nên học cách chấp nhận và yêu thương bản thân mình. Mỗi người đều có những điểm mạnh và điểm yếu riêng và điều quan trọng là phải nhận ra giá trị của bản thân mình. Khi chúng ta chấp nhận và yêu thương bản thân chúng ta sẽ cảm thấy bình yên và hạnh phúc hơn giống như một người mẹ yêu thương con cái mình chúng ta cũng nên yêu thương và chăm sóc bản thân mình như vậy hai bình thản đón nhận những thay đổi trong cuộc sống cuộc sống luôn thay đổi và điều này là không thể tránh khỏi phật dạy rằng chúng ta nên học cách bình thản đón nhận mọi thay đổi dù tốt hay xấu và không nên để chúng ảnh hưởng đến tâm trí mình kinh pháp cú dhammapada người nào sống không cố chấp không bị lôi cuốn bởi dục vọng người ấy sẽ không bị lay động bởi những, thanh, những thay đổi trong cuộc sống ba thực hành lòng từ bi và tha thứ để sống bình thản và hạnh phúc chúng ta nên thực hành lòng từ bi và tha thứ tha thứ cho người khác không chỉ giúp họ mà còn giúp chính bản thân mình giải thoát khỏi sự tức giận và oán hận hãy từ bi với tất cả chúng sinh không chỉ với những người yêu thương mình mà cả với những người gây tổn thương cho mình lòng từ bi sẽ giúp chúng ta tìm thấy sự bình an nội tại gia đình là nơi tràn đầy yêu thương và sự hỗ trợ à, gia đình là nơi quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi người phật dạy rằng chúng ta nên luôn giữ gìn và bảo vệ tình cảm gia đình vì đây là nguồn động viên và sức mạnh lớn lao Kinh gia đình Sigalovus một gia đình hạnh phúc là nơi mọi người yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau, nơi mọi người sống với lòng tôn trọng và biết ơn nhau. 5. Sống chánh niệm và biết ơn. Chánh niệm giúp chúng ta sống trong hiện tại, không bị cuốn theo quá khứ hay lo lắng về tương lai. Sự biết ơn giúp chúng ta nhận ra những điều tốt đẹp trong cuộc sống và tạo ra năng lượng tích cực. Kinh chánh niệm. Hãy sống trong hiện tại với chánh niệm, nhận thức rõ ràng về mỗi hành động mỗi lời nói và mỗi suy nghĩ của mình. Định một Sống không tham ái à, Phật dạy rằng tham ái à, lòng tham muốn là nguồn gốc của khổ đau. Chúng ta nên học cách sống không tham ái, hài lòng với những gì mình có và à, không bị cuốn vào lòng tham vô tận. Kinh thứ diệu đế Khổ đau sinh ra từ lòng tham ái. Khi diệt được lòng tham, chúng ta sẽ tìm thấy an lạc. Hai, à, đối mặt với khó khăn bằng tâm bình an cuộc sống không tránh khỏi những khó khăn, thử thách. Phật dạy rằng chúng ta nên đối mặt với những thử thách này bằng tâm bình an, không sợ hãi hay lo lắng. Kinh Trung Bộ. Người trí tuệ đối mặt với khó khăn mà không sợ hãi, vì họ biết rằng mọi thử thách đều là cơ hội để trưởng thành và hiểu biết sâu sắc hơn. À, ba. Tôn trọng và yêu thương gia đình. Gia đình là nền tảng của hạnh phúc. Phật dạy rằng chúng ta nên tôn trọng, yêu thương và chăm sóc gia đình mình. Tạo ra một môi trường hòa thuận và bình an. Kinh gia đình. Sigalova Sutta. Hãy chăm sóc gia đình với tất cả lòng yêu thương và sự tôn trọng, vì đó là nơi mà chúng ta nhận được sự hỗ trợ và động viên lớn nhất. Mốn. Uh, tự tin vào khả năng của bản thân. Phật dạy rằng mỗi người đều có khả năng tự giải thoát khỏi khổ đau và đạt đến hạnh phúc. Chúng ta nên tự tin vào khả năng của bản thân và không nên tự ti hay tự trách. Kinh pháp cũ. ba người trí tuệ không tự ti không tự cao mà luôn tin vào khả năng của bản thân để vượt qua mọi khó khăn năm thực hành sự bình đẳng và lòng biết ơn mỗi người đều đáng được yêu thương và tôn trọng không phân biệt giàu nghèo địa vị hay học vấn lòng biết ơn giúp chúng ta nhận ra giá trị của mọi người xung quanh và sống một cách khiêm tốn kinh tăng chi bộ Người có lòng biết ơn sẽ thấy mọi thứ đều quý giá và từ đó sống một cuộc sống đầy đủ và ý nghĩa hơn. Cảm sáu thực hành thiền định và chánh niệm. Thiền định và chánh niệm giúp chúng ta tĩnh tâm nhận thức rõ ràng về bản thân và cuộc sống, từ đó giảm bớt căng thẳng và lo âu. Kinh thiền. Kinh thiền thiền. Thiền định giúp tâm trí trở nên trong sáng và bình an, giúp chúng ta đón nhận cuộc sống với tâm hồn nhẹ nhàng và bình thản. Dưới đây là một số lời Phật dạy khác để giúp chúng ta bình thản đón nhận bản thân và gia đình. Một, nhận biết vô thường, Phật dạy rằng tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều vô thường và thay đổi. Việc chấp nhận và nhận thức rõ ràng về sự vô thường giúp chúng ta không bám víu vào những điều không thể kiểm soát. Kinh Kim Cang Tất cả pháp hữu vi đều như mộng ảo, như sương mù, như bọt nước, như tia chớp. Hãy thấy rõ sự thật này và không bị ràng buộc bởi nó, Hai, thực hành lòng từ bi với chính mình và người khác. Phật dạy rằng lòng từ bi là một đức tính quan trọng giúp chúng ta sống an lạc và hạnh phúc. Hãy bắt đầu bằng việc thực hành lòng từ bi với chính mình sau đó mở rộng ra người khác. Kinh từ bi, hãy yêu thương bản thân như một người mẹ yêu con và từ đó mở rộng lòng từ bi tới cả chúng sinh. Ba, giữ tâm tĩnh lặng giữa những khó khăn khi đối mặt với những khó khăn và thử thách, Phật dạy rằng chúng ta nên giữ tâm tĩnh lặng, không để những cảm xúc tiêu cực chi phối. Kinh Pháp Hoa Trong bão tố, một tâm hồn tĩnh lặng như núi non sẽ không bị lay động. 4. Tìm kiếm sự hiểu biết và trí tuệ Trí tuệ là ánh sáng dẫn đường giúp chúng ta vượt qua khổ đau và tìm thấy hạnh phúc. Phật khuyên rằng chúng ta nên luôn tìm kiếm sự hiểu biết và trí tuệ qua học tập và thiền định. Kinh Bát Nhã Ba La Mật Trí tuệ là con đường dẫn đến sự, sự giải thoát và an lạc. Hãy luôn tìm kiếm trí tuệ để hiểu rõ bản chất của mọi sự vật. mà đẹp thiệt vật. Chấp nhận và tha thứ. Chấp nhận và tha thứ là cách để giải phóng bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực và tạo ra hòa bình trong tâm hồn. Tha thứ không chỉ giúp người khác mà còn giúp chính mình giải thoát khỏi gánh nặng của hận thù. 6 sống trong giây phút hiện tại, Phật dạy rằng sống chánh niệm trong giây phút hiện tại giúp chúng ta giảm bớt lo âu về tương lai và tiếc nuối về quá khứ. Kinh quan niệm và thở. Hãy chú tâm vào hơi thở, sống trong giây phút hiện tại để tìm thấy sự bình yên và an lạc. 7. Nuôi dưỡng mối quan hệ gia đình bằng sự tôn trọng và yêu thương. Phật khuyên chúng ta nên duy trì và nuôi dưỡng mối quan hệ gia đình bằng sự tôn trọng, yêu thương và chia sẻ. Gia đình là nơi mà chúng ta học cách yêu thương, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau. Hãy bảo vệ và nuôi dưỡng mối quan hệ này bằng tất cả tâm huyết của mình. Một, Hiểu về nhân quả, Phật dạy rằng mọi hành động đều mang lại kết quả tương ứng. Việc hiểu rõ về luật nhân quả giúp chúng ta sống có trách nhiệm hơn và chấp nhận những gì xảy đến với bình thản. Kinh nhân quả, Causality Sutta, tất cả chúng sinh đều sống trong vòng quay của nhân quả hiểu biết về nhân quả sẽ giúp chúng ta chấp nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng hai tìm sự bình yên trong sự đơn giản phật khuyên rằng sự đơn giản trong cuộc sống sẽ mang lại sự bình yên à, hãy giảm bớt những điều không cần thiết và tập trung vào những giá trị cốt lõi kinh đơn giản simplicity cuộc sống đơn giản không phải là sự từ bỏ mọi thứ mà là biết điều gì thật sự quan trọng và tập trung vào điều đó ba Học cách buông bỏ Phật dạy rằng buông bỏ là một kỹ năng quan trọng để đạt được sự an lạc. Buông bỏ những suy nghĩ tiêu cực, những mối quan hệ độc hại và những tham vọng vô nghĩa sẽ giúp chúng ta tìm thấy sự bình yên. Khi buông bỏ, chỉ khi buông bỏ, chúng ta mới thực sự tự do. Nói đưa ra tâm muốn thực hành thiền để tìm sự tĩnh lặng nội tâm. Thiền là phương pháp hiệu quả để đạt được sự tĩnh lặng nội tâm và nhận thức rõ ràng về bản thân và cuộc sống xung quanh. Kinh thiền Thiền Định Meditation. Thiền định giúp chúng ta tìm thấy sự tĩnh lặng và bình yên trong tâm hồn, giúp chúng ta đối diện với mọi khó khăn một cách bình thản. 5. Nuôi dưỡng tâm từ và tâm bi. Tâm từ Metta, là lòng yêu thương vô điều kiện, còn tâm bi là lòng thương xót đối với nỗi khổ của người khác. Phật dạy rằng việc nuôi dưỡng hai tâm này giúp chúng ta sống với trái tim rộng mở và tâm hồn bình an. Kinh Từ Bi và Bi Mettastra, Tâm Từ và Tâm Bi là hai ngọn đuốc dẫn đường cho chúng ta vượt qua biển khổ và tìm thấy bến bờ hạnh phúc. 6. Chăm sóc và tôn trọng người già trong gia đình. Phật dạy rằng việc chăm sóc và tôn trọng người già là một phần quan trọng của đạo làm người. Điều này không chỉ mang lại phúc lành mà còn giúp xây dựng một gia đình hòa thuận, hạnh phúc, kinh gia đình. Hãy tôn trọng và chăm sóc cha mẹ ông bà vì họ là người đã hy sinh và chăm sóc chúng ta từ khi còn nhỏ. 7. Trân trọng những khoảnh khắc đơn giản. Phật dạy rằng hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến từ những điều lớn lao, mà thường xuất hiện trong những khoảnh khắc đơn giản và bình dị. Hãy trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại, vì đó là nơi mà hạnh phúc thật sự hiện diện. Một, thực hành tránh ngữ Phật dạy rằng lời nói của chúng ta có thể mang lại hạnh phúc hoặc đau khổ cho người khác. Thực hành tranh ngữ, nói lời chân thật, dễ thương và có lợi sẽ giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình. Kinh tranh ngữ Right Speech Hãy nói những lời chân thật, từ ái và hữu ích. Lời nói của chúng ta có thể là nguồn gốc của hòa bình và hạnh phúc. Hai giữ gìn tránh nghiệp tăng nghiệp là hành động đúng đắn, không gây hại cho người khác và giúp đỡ mọi người. Sống trách nghiệp sẽ giúp chúng ta tạo ra một môi trường gia đình an lành và hạnh phúc. Kinh trách nghiệp, right action sir. Hãy hãy hành động với lòng từ bi và không làm hại đến bất kỳ ai. Hành động đúng đắn sẽ mang lại hòa bình và hạnh phúc. 3. Tự giác và trách nhiệm Phật dạy rằng mỗi người đều phải tự giác và có trách nhiệm với hành động và lời nói của mình. Điều này giúp tạo ra sự tin tưởng và tôn trọng trong gia đình kin Tăng Chi Bộ à, à, Mỗi người phải tự giác và có trách nhiệm với hành động của mình. Điều này giúp xây dựng sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. 4. Lắng nghe và hiểu biết Lắng nghe một cách chân thành và cố gắng hiểu người khác là một phần quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ gia đình mạnh mẽ và hỏa thuận. Kinh lắng nghe với tâm hồn mở rộng và chân thành sẽ giúp chúng ta hiểu biết và cảm thông sâu sắc hơn với người khác năm từ bỏ lòng ghen tị và đố kỵ phật dạy rằng lòng ghen tị và đố kỵ là nguồn gốc của khổ đau chúng ta nên từ bỏ những cảm xúc tiêu cực này để sống hòa thuận và hạnh phúc hơn lòng ghen tị và đố kỵ sẽ chỉ mang lại khổ đau hãy từ bỏ chúng và sống với lòng từ bi và bao dung 6. nuôi dưỡng lòng biết ơn Lòng biết ơn giúp chúng ta, ta trân trọng những gì mình có và tạo ra năng lượng tích cực trong gia đình. Hãy thường xuyên biểu lộ lòng biết ơn với những người thân yêu của mình. Kinh Tăng Chi Bộ Lòng biết ơn là một trong những đức tính cao quý nhất. Hãy luôn biết ơn những điều tốt đẹp mà mình nhận được trong cuộc sống. 7. Sống với lòng khoan dung Phật dạy rằng, lòng khoan dung giúp chúng ta tha thứ và chấp nhận những khuyết điểm của người khác điều này giúp xây dựng một gia đình hòa thuận và yêu thương kinh khoan dung tolerance sota lòng khoan dung là nền tảng của hòa bình và hạnh phúc hãy học cách tha thứ và chấp nhận nhau ở dưới đây là một số lời phật dạy khác để giúp chúng ta bình thản đón nhận bản thân và gia đình một tìm sự thanh thản qua thiền hành thiền hành là một phương pháp giúp chúng ta tìm thấy sự thanh thản trong từng bước đi và nhận thức rõ ràng về hiện tại kinh hành Mỗi bước đi trong chánh niệm là một bước đi vào sự bình an và thanh thản. Hai, thực hành sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn là một đức tính quan trọng giúp chúng ta đối diện với những khó khăn và thử thách trong cuộc sống và trong các mối quan hệ gia đình. Kiên kiên nhẫn. Kiên nhẫn là nền tảng của sự bền vững và hạnh phúc. Hãy học cách kiên nhẫn với bản thân và người khác. Nuôi dưỡng lòng tử tế. Lòng tử tế không chỉ mang lại niềm vui cho người khác, mà còn giúp chúng ta cảm thấy hạnh phúc và thanh thản hơn. Kinh tử tế, um, tử tế là hạt giống của hạnh phúc. Hãy luôn hành động với lòng tử tế để tạo ra một cuộc sống đầy yêu thương. 4. Sống giản dị và tiết kiệm. Phật dạy rằng, sự giản dị và tiết kiệm giúp chúng ta tránh xa những lo lắng không cần thiết và tạo ra sự thanh thản trong tâm hồn. sự giản dị và tiết kiệm giúp chúng ta tránh xa những phiền toái và tìm thấy sự bình an trong cuộc sống. 5. Học cách tha thứ và quên đi Tha thứ không chỉ giúp chúng ta giải thoát khỏi sự oán giận mà còn tạo ra một môi trường gia đình hòa thuận và hạnh phúc. Kinh tha thứ Tha thứ và quên đi là cách tốt nhất để giải thoát bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực và tạo ra hòa bình. Tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau Phật dạy rằng sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng của mọi mối quan hệ bền vững và hạnh phúc. Khi tôn trọng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau là chìa khóa để duy trì một mối quan hệ bền vững và hạnh phúc. 7. Thực hành lòng khoan dung và nhẫn nhục Lòng khoan dung và nhẫn nhục giúp chúng ta không bị cuốn vào những xung đột và giữ được sự bình an trong tâm hồn. Khoan dung và nhẫn nhục là nền tảng của sự bình an và hạnh phúc. Hãy học cách khoan dung với mọi người và với chính mình. Hấp 8. duy trì sự cân bằng giữa công việc và gia đình. Phật dạy rằng sự cân bằng giữa công việc và gia đình là rất quan trọng để duy trì sức khỏe tinh thần và hạnh phúc. Kiến bằng, sự cân bằng giữa công việc và gia đình giúp chúng ta duy trì sự bình an và hạnh phúc. Thực hành lòng biết ơn hàng ngày biết ơn những điều tốt đẹp trong cuộc sống, giúp chúng ta sống tích cực hơn và tạo ra một môi trường gia đình tràn đầy yêu thương. Kinh biết ơn. Biết ơn là chìa khóa của hạnh phúc. Hãy luôn cảm ơn những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại. Mời giữ tâm thanh tịnh trước mọi biến cố. Phật dạy rằng giữ tâm thanh tịnh trước mọi biến cố sẽ giúp chúng ta không bị cuốn vào những lo lắng và phiền muộn. Kinh tâm thanh tịnh. Ừm. Mm -hmm tâm thanh tịnh là nguồn gốc của hạnh phúc. Hãy luôn giữ tâm thanh tịnh trước mọi biến cố. Dưới đây là một số lời Phật dạy khác. Một, tự biết và tự chấp nhận. Phật dạy rằng việc tự biết bản thân và chấp nhận những khuyết điểm, giới hạn của mình là bước đầu tiên để tìm thấy sự an lạc. Kinh Vô Ngã Tướng, Anatta Lakhana Sutta, hiểu biết và chấp nhận bản thân sẽ giúp chúng ta sống chân thật và thanh thản hơn. Hai, từ bi với chính mình, Phật dạy rằng từ bi không chỉ dành cho người khác mà còn cần được thực hành với chính mình. Điều này giúp chúng ta không tự trách mình quá nhiều và giữ được tâm bình an. Kinh Từ Bi Từ bi với chính mình sẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn và khổ đau trong cuộc sống. 3. Sống tránh niệm trong mọi hành động Phật dạy rằng sống tránh niệm, tức là tỉnh thức trong từng hành động, giúp chúng ta sống trong hiện tại và giảm bớt lo lắng về quá khứ hoặc tương lai chánh niệm. Chánh niệm trong từng hành động sẽ giúp chúng ta sống trọn vẹn với hiện tại và tìm thấy sự bình an. 4. Thực hành lòng tha thứ, Phật dạy rằng tha thứ là cách tốt nhất để giải thoát bản thân khỏi sự oán giận và xây dựng một môi trường gia đình hòa thuận. Kinh tha thứ, forgivenessata. Tha thứ là chìa khóa để giải thoát khỏi sự oán giận và tạo ra hòa bình trong tâm hồn năm nuôi dưỡng tình thương yêu trong gia đình. Phật dạy rằng tình thương yêu là nền tảng của một gia đình hạnh phúc. Hãy luôn nuôi dưỡng và bày tỏ tình thương yêu đối với các thành viên trong gia đình. Tình thương yêu là nền tảng của hạnh phúc gia đình. Hãy luôn nuôi dưỡng và bảo vệ tình thương yêu này. 6. Thực hành sự biết đủ. Phật dạy rằng biết đủ là cách tốt nhất để giữ tâm hồn thanh thản à, và tránh xa những lo lắng không cần thiết kinh biết đủ, người biết đủ là người giàu có nhất. Hãy học cách hài lòng với những gì mình có để tìm thấy sự bình an. Giờ Frank 7. Giữ gìn lòng trung thực, Phật dạy rằng trung thực là nền tảng của sự tin tưởng và tôn trọng trong gia đình. Hãy luôn sống trung thực với chính mình và với người khác. Kinh trung thực Trung thực là nền tảng của sự tin tưởng và tôn trọng. Hãy luôn sống trung thực để xây dựng mối quan hệ vững chắc và bền lâu. Tôn trọng sự khác biệt. Phật dạy rằng mỗi người đều có những đặc điểm và quan điểm riêng. Tôn trọng sự khác biệt giúp chúng ta sống hòa thuận và bình an trong gia đình. Kính trọng. Tôn trọng sự khác biệt của người khác sẽ giúp chúng ta sống hòa thuận và bình an. 9. Thực hành sự chia sẻ. Phật dạy rằng chia sẻ không chỉ là cho đi vật chất mà còn là chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và những khó khăn trong cuộc sống. Kính chia sẻ không chỉ làm giàu cho người nhận mà còn làm phong phú cho tâm hồn người cho. Hãy học cách chia sẻ để tạo ra sự kết nối và yêu thương. 10. Sống với lòng biết ơn Phật dạy rằng lòng biết ơn là nguồn gốc của hạnh phúc. Hãy luôn biết ơn những gì mình có và những người xung quanh mình. Kinh biết ơn. Unt. lòng biết ơn là nền tảng của hạnh phúc. Hãy luôn biết ơn những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Những lời Phật dạy này là những hướng dẫn quý báu giúp chúng ta học cách bình bình thản đón nhận bản thân và gia đình, tạo ra một cuộc sống hạnh phúc và an lạc. Lời Phật dạy giữ tâm thanh tịnh trước mọi biến cố có ý nghĩa sâu sắc và thiêng liêng trong đời sống của mỗi người. Ý nghĩa của điều này có thể được hiểu như sau. Một, giữ được bình an trong tâm hồn, giữ tâm thanh tịnh giúp chúng ta không bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực, hay phiền muộn khi đối mặt với những biến cố trong cuộc sống. Hai điều chỉnh phản ứng tích cực. Bằng cách giữ tâm thanh tịnh, chúng ta có thể điều chỉnh phản ứng của mình trước những biến cố, từ đó hành động và phản ứng với tình huống một cách tỉnh táo và khôn ngoan hơn. Tăng cường khả năng giải quyết vấn đề. tin à, khi tâm hồn trong sạch, chúng ta có thể suy nghĩ và đưa ra những quyết định đúng đắn hơn, giúp giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và bền vững hơn muốn tạo dựng môi trường tâm linh tích cực. Tâm thanh tịnh giúp chúng ta tạo dựng một môi trường tâm linh tích cực xung quanh mình và ảnh hưởng đến những người xung quanh góp phần vào sự hài hòa và yên bình trong xã hội. Năm, Tiến đến sự giác ngộ cao hơn. Bằng việc giữ tâm thanh tịnh, chúng ta có thể tiến đến những trạng thái giác ngộ cao hơn, đạt được sự thấu hiểu sâu sắc về bản thân và vũ trụ. Tóm lại, lời phật dạy uh, giữ tâm thanh tịnh uh, trước mọi biến cố không chỉ đơn thuần là một nguyên tắc sống mà còn là một hành trình để đạt đến sự bình an và giác ngộ trong cuộc sống